Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 5 tháng 11 năm 2023, tức ngày 22 tháng 9 âm lịch, ngày Đinh Mão, trực, chấp, tốt cho khởi công xây dựng, tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Tuổi xung ngày, Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi. Tuổi hợp trong ngày, ngày Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục. Giờ hoàng đạo, giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Nam, hướng Đông. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi tiền chảy về như nước trong ngày chủ nhật này sẽ là tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Sửu và tuổi Thân. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 5 tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Đầu tiên là tử vi tuổi Tý. Cục diện tương hình giáng họa khiến người tuổi Tý cần hạn chế va chạm với người khác trong ngày hôm nay. Dù có mâu thuẫn xảy ra, hãy cố gắng giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Với các công việc nhóm, bạn khó tránh khỏi tình trạng mâu thuẫn ý kiến với mọi người xung quanh. Hãy thử hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe ý kiến của người khác xem sao. Có thể bạn sẽ thay đổi góc độ tiếp cận vấn đề. Thủy sinh mộc, may mắn là phương diện tình cảm của bản mệnh lại khá êm đềm. Con giáp này luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi về đến nhà, bởi các thành viên trong gia đình luôn quan tâm và yêu thương nhau. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, cần hạn chế va chạm với người khác. Tử vi Bính Tý, Thủy, dù có mâu thuẫn xảy ra, hãy cố gắng giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Tử vi Mậu Tý, Hỏa, hãy thử hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi Canh Tý, Thổ, luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi về đến nhà. Tử vi Nhâm Tý, Mộc, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm và yêu thương nhau. Còn số may mắn là số 8 và số 4, giờ tốt là 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường là đen và trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tỵ. Tiếp đến là tử vi tuổi Sửu. Thực thần chiếu cố, tình hình tài chính của người tuổi Sửu có những bước tiến vượt bậc trong ngày hôm nay. Những người làm công việc tự do dễ nhận được tiền thù lao do hoàn thành đúng thời hạn yêu cầu và đạt kết quả cao. Một số người có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng thông qua các buổi xã giao tụ tập. Bạn và đối phương có nhiều quan điểm chung trong lĩnh vực làm ăn, hứa hẹn sẽ hợp tác với nhau vô cùng ăn ý. Mộc khắc thổ, tiếc rằng bản mệnh lại phải nhận tin buồn trong lĩnh vực tình cảm. Bạn và người ấy quá bận rộn nên không còn nhiều thời gian quan tâm đến gia đình, khiến mối quan hệ đôi bên ngày càng xa cách. Tử vi Ất Sửu, Kim, những người làm công việc tự do dễ nhận được tiền thù lao. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, làm quen với những đối tác, khách hàng triển vọng. Tử vi Kỷ Sửu, Hỏa, bạn và đối tác có nhiều quan điểm chung trong lĩnh vực làm ăn. Tử vi Tân Sửu, Thổ, bạn và người ấy quá bận rộn nên không còn nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Tử vi Quý Sửu, Mộc, mối quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách, hãy tìm cách hàn gắn. Còn số may mắn là số 4 và số 6, giờ tốt là 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là cà phê và xám. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão và tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, tam hội giúp sức, người tuổi Dần nhận được sự chỉ điểm của quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương sẽ truyền cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá, vì vậy hãy khiêm tốn lắng nghe và tiếp thu. Người làm kinh tế có thể tìm ra hướng phát triển mới, có thể quá trình khởi động bạn sẽ không tránh khỏi vất vả. Song bạn cảm thấy tràn đầy niềm tin vào bản thân, không ngại khó, không ngại khổ, tương lai ắt sẽ được trả công xứng đáng. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay hỷ thần xuất hiện ở hướng nam và tài thần xuất hiện ở hướng đông. Tử vi Giáp Dần, Thủy, nhận được sự chỉ điểm của quý nhân trong ngày hôm nay. Tử vi Bính Dần, Hỏa, có người sẽ truyền cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá. Tử vi Mậu Dần, Thổ, người làm kinh tế có thể tìm ra hướng phát triển mới. Tử vi Canh Dần, Mộc, không ngại khó, không ngại khổ, tương lai ắt sẽ được trả công xứng đáng. Tử vi Nhâm Dần, Kim, nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt. Còn số may mắn là số 7 và số 0, giờ tốt là 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường là xanh rêu và xanh da trời.
quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thiên ấn phù trợ, người tuổi Mão phát huy được thế mạnh của mình và gây ấn tượng tốt đẹp cho cấp trên cũng như đồng nghiệp xung quanh. Bạn đang ngày càng tiến tới gần hơn với cơ hội thăng chức tăng lương. Người tham gia thi cử, tuyển chọn cũng được gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Vốn kiến thức và kinh nghiệm của bạn có thể khiến nhà tuyển dụng ấn tượng, từ đó lựa chọn bạn vào vị trí phù hợp để làm việc. Trong ngày mộc vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế, bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng. Tử vi Ất Mão, Thủy, phát huy được thế mạnh của mình và gây ấn tượng tốt đẹp cho người khác. Tử vi Đinh Mão, Hỏa, bạn đang ngày càng tiến tới gần hơn với cơ hội thăng chức tăng lương. Tử vi Kỷ Mão, Thổ, vốn kiến thức và kinh nghiệm của bạn có thể khiến nhà tuyển dụng ấn tượng. Tử vi Tân Mão, Mộc, gặp nhiều may mắn nếu tham gia thi cử, tuyển chọn. Tử vi Quý Mão, Kim, dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Con số may mắn là số 6 và số 8, giờ tốt là 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là xanh lá cây và xanh rêu. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, cục diện tương hại khiến người tuổi Thìn dễ rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Hôm nay tốt nhất bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng hoặc cả tin nghe theo lời người khác. Nếu có tiền trong tay, bạn cũng chớ nên dốc vốn theo những lời mời gọi đầu tư. Hãy kiểm chứng kỹ càng thông tin, chớ thấy lợi nhuận cao mà vội vàng đưa ra quyết định. Đó có thể là cái bẫy khiến bạn rơi vào cảnh hao tài tốn của. Mộc khắc thổ, người độc thân chưa muốn mở cửa trái tim mình cho người khác. Chính vì vậy mà bạn tỏ thái độ rất lạnh lùng, xa cách với các đối tượng tiếp cận. Bạn không muốn dành thời gian cho một người nào đó. Tử vi Giáp Thìn, Hỏa, nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng. Tử vi Bính Thìn, Thổ, bản tính nóng nảy dễ gây gổ với người khác. Tử vi Mậu Thìn, Mộc, nếu có tiền trong tay, chớ dốc vốn theo những lời mời gọi đầu tư. Tử vi Canh Thìn, Kim, hãy kiểm chứng kỹ càng thông tin trước khi đầu tư tiền bạc. Tử vi Nhâm Thìn, Thủy, tỏ thái độ rất lạnh lùng, xa cách với các đối tượng tiếp cận. Con số may mắn là số 7 và số 8, giờ tốt là 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là vàng và nâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu và tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, kiếp tài giáng họa, người tuổi Tỵ lạnh lùng, xa cách, tự cô lập mình với mọi người xung quanh. Chính vì vậy mà công việc gì bạn cũng phải tự làm một mình, không nhờ ai giúp sức và cũng không nhận được sự quan tâm của bất cứ ai. Nếu cứ tiếp tục hành xử như vậy, bạn sẽ cảm thấy ngày càng vất vả hơn. Hãy học cách hòa đồng và tin tưởng vào người khác nhiều hơn. Như vậy thì hiệu quả công việc sẽ tăng lên. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng, như vậy mới gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi. Tử vi Ất Tỵ, Hỏa, chớ tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách, tự cô lập mình với mọi người xung quanh. Tử vi Đinh Tỵ, Thổ, công việc gì bạn cũng phải tự làm một mình, không được ai giúp sức. Tử vi Kỷ Tỵ, Mộc, hãy học cách hòa đồng và tin tưởng vào người khác nhiều hơn. Tử vi Tân Tỵ, Kim, hợp tác với mọi người sẽ giúp hiệu suất công việc tăng lên. Tử vi Quý Tỵ, Thủy, nên sắp xếp công việc để thực hiện thuận lợi. Con số may mắn là số 5 và số 6, giờ tốt là 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường là đỏ và hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, cục diện tương phá gây rối, người tuổi Ngọ gặp khúc mắc ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc, vì thế mà bạn phải sức đầu mẻ chán ứng phó. Có thể có kẻ xấu đang cố tình tìm cách chọc gậy bánh xe, khiến cho những rắc rối bỗng chốc nảy sinh. Người làm kinh tế cũng sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ. Kẻ tiểu nhân có thể chơi xấu để cố tình đẩy bạn vào cảnh thua lỗ. Vì thế mà bạn cần tỉnh táo để nhận ra các chiêu trò của đối phương từ sớm. Mộc sinh hỏa, người độc thân có thể gặp được một đối tượng khác lý tưởng trong ngày hôm nay. Đối phương không chỉ có điều kiện tương đương bạn mà còn có nhiều suy nghĩ tương đồng. Tử vi Giáp Ngọ, Kim, dễ gặp khúc mắc ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Tử vi Bính Ngọ, Thủy, có kẻ xấu đang cố tình tìm cách phá rối. Tử vi Mậu Ngọ, Hỏa, phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ. Tử vi Canh Ngọ, Thổ, cần tỉnh táo để nhận ra các chiêu trò của đối thủ từ sớm. Tử vi Nhâm Ngọ, Mộc, gặp được người có suy nghĩ và quan điểm tương đồng với mình. Con số may mắn là số 1 và số 3, giờ tốt là 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là tím và đỏ.
quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi giữ được đầu óc tỉnh táo, dám nghĩ, dám làm trong ngày hôm nay. Bạn dần học được cách bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác và làm những điều mình cho là đúng. Người làm kinh tế có thể suy nghĩ đến việc ký kết hợp đồng và mở rộng quy mô kinh doanh trong ngày hôm nay. Thời điểm này, bạn không gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn nhiều. Mộc khắc thổ, tiếc rằng vợ chồng bạn lại dễ mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt trong ngày hôm nay. Cả hai đều cần bình tĩnh trong cách nói năng, hành xử, chớ vô tình làm tổn thương nửa kia, gây ra vết thương trong mối quan hệ. Tử vi Ất Mùi, kim, giữ được đầu óc tỉnh táo, dám nghĩ, dám làm. Tử vi Đinh Mùi, thủy, dần học được cách bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Tử vi Kỷ Mùi, họa, có thể ký kết hợp đồng và mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi Tân Mùi, thổ, không gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh nên làm gì cũng suôn sẻ. Tử vi Quý Mùi, mộc, vợ chồng cần bình tĩnh trong cách nói năng, hành xử, chớ vô tình làm tổn thương nhau. Còn số may mắn là số 6 và số 7, giờ tốt là 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là nâu và xám. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, chính tài che chở. Người tuổi Thân có một ngày tài lộc rủng rỉnh, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thậm chí vượt mức kế hoạch nên được nhận các khoản hoa hồng, thưởng nóng là đương nhiên. Với người làm kinh tế, các kế hoạch đầu tư kinh doanh trước đó dần vào guồng và đem lại lợi ích kinh tế cho bạn. Bạn có thể dùng khoản tiền lời lãi để tiếp tục đầu tư, mở rộng, khiến tiền đẻ ra tiền. Kim khắc mộc, người tuổi Thân quá bận rộn với việc phát triển sự nghiệp nên không còn thời gian cho chuyện yêu đương. Dù có một vài đối tượng bày tỏ thiện cảm với bạn, nhưng bạn vẫn làm ngơ hoặc tỏ thái độ thờ ơ. Tứ vi Giáp Thân, thủy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thậm chí vượt mức kế hoạch. Tứ vi Bính Thân, họa, nhận các khoản hoa hồng thưởng nóng dư giả. Tứ vi Mậu Thân, thổ, các kế hoạch đầu tư kinh doanh trước đó dần vào guồng và đem lại lợi ích kinh tế. Tứ vi Canh Thân, mộc, quá bận rộn với việc phát triển sự nghiệp nên không có thời gian cho chuyện yêu đương. Tử vi Nhâm Thân, kim, có thể dùng khoản tiền lời lãi để tiếp tục đầu tư mở rộng. Con số may mắn là số 4 và số 3, giờ tốt là 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường là vàng và trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày thấy cục diện tương xung soi chiếu, người tuổi Dậu nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Đừng nói hoặc làm những hành động gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân hoặc các mối quan hệ tốn công xây dựng. Với người làm kinh tế, hãy cẩn thận trước nguy cơ người thân quen trở mặt vì những lợi ích kinh tế. Bạn không nên hoàn toàn đặt lòng tin vào bất cứ ai, việc gì cũng hãy dựa vào chính bản thân mình là chính. Kim khắc mộc, bạn cảm thấy buồn bã và thất vọng vì nửa kia không hiểu cho những vất vả và áp lực mà bạn phải chịu. Hai người nên tìm thời gian để trò chuyện nghiêm túc với nhau. Tử vi Ất Dậu, thủy, nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, chú ý nói năng và hành xử. Tử vi Đinh Dậu, hỏa, hãy cẩn thận trước nguy cơ người thân quen trở mặt với những lợi ích kinh tế. Tử vi Kỷ Dậu, thổ, không nên hoàn toàn đặt lòng tin vào bất cứ ai, việc gì cũng nên tự túc. Tử vi Tân Dậu, mộc, cảm thấy thất vọng vì dường như người ấy chẳng thể thấu hiểu cảm xúc của mình. Tử vi Quý Dậu, kim, vợ chồng nên tìm thời gian để trò chuyện nghiêm túc với nhau. Còn số may mắn là số 5 và số 6, giờ tốt là 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường là bạch kim và xám. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất có thể gặp được người đồng chí hướng với mình trong ngày hôm nay. Hai bên có cùng ý kiến, cùng quan điểm nên hợp tác ăn ý, việc khó khăn nào cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để bạn học hỏi, tiếp thu thêm những kiến thức mới. Đừng ngại khó khăn, vất vả, bởi những gì bạn biết được trong thời điểm này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của bạn sắp tới. Tiếc rằng mộc khắc thổ, bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề và nổi nóng với nửa kia của mình. Vợ chồng mà chuyện gì cũng chuyện bé xé ra to thì không thể chung sống yên bình với nhau được. Tử vi Giáp Tuất, hỏa, có thể gặp được người đồng chí hướng với mình. Tử vi Bính Tuất, thổ, hợp tác ăn ý với đồng nghiệp, việc khó khăn nào cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng. Tử vi Mậu Tuất, mộc, thời điểm thích hợp để bạn học hỏi, tiếp thu thêm những kiến thức mới. Tử vi Canh Tuất, kim, những gì bạn biết được trong thời điểm này sẽ giúp ích trong tương lai. Tử vi Nhâm Tuất, thủy, đừng lúc nào cũng chuyện bé xé ra to càng thêm căng thẳng. Còn số may mắn là số 4 và số 6,
Giờ tốt là 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường là vàng và cam. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần và tuổi Ngọ. Cuối cùng là tử vi tuổi Hợi. Thủy sinh mộc đem tới những tin vui trên phương diện tình cảm cho người tuổi Hợi. Bạn tự tin bày tỏ tình cảm của mình và rất có thể sẽ nhận được lời đồng ý từ người mà bạn thầm mến đã lâu. Hai bạn bước sang trang mới của cuộc sống. Với những người đã có đôi có cặp, mối quan hệ của hai bạn nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn bè và người thân xung quanh. Nếu quan hệ đã chín muồi thì đây là lúc tính những bước xa xôi hơn trong tương lai rồi đấy. Chính quan soi tỏ, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng cực kỳ hanh thông. Cấp trên dành cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện tài năng. Nếu nắm chắc thì bạn sẽ nhanh chóng thăng tiến, nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Tử vi Ất Hợi, Hỏa, hãy tự tin bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu mến. Tử vi Đinh Hợi, Thổ, bạn có thể bước sang trang mới của cuộc sống. Tử vi Kỷ Hợi, Mộc, mối quan hệ của hai bạn nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn bè và người thân. Tử vi Tân Hợi, Kim, cấp trên dành cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện tài năng. Tử vi Quý Hợi, Thủy, nhanh chóng thăng tiến, nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Con số may mắn là số 2 và số 9. Giờ tốt là 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là đen và xanh lam. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Đánh giá tử vi ngày 5 tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp. Con giáp may mắn nhất trong ngày là tuổi Hợi, tuổi Dần. Con giáp vướng nhiều rắc rối nhất là tuổi Thìn, tuổi Dậu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt, chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé.